5 điểm đến khả thi với Ramos sau khi rời Real Madrid vào mùa hè này. chung vệ Sergio Ramos sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này. Chấm dứt quãng thời gian 16 năm thành công ở đội bóng thủ đô Tây Ban Nha và câu hỏi đặt ra là câu lạc bộ nào cầu thủ 35 tuổi có khả năng chọn làm điểm đến tiếp theo. Việc Ramos rời Real Madrid đã được xác nhận thông qua trang chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid CF thông báo rằng vào lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ năm ngày 17 tháng 6 sẽ có một buổi lễ kỷ niệm chia tay đội trưởng Sergio Ramos của chúng tôi với sự góp mặt của chủ tịch Florentino Perez. Sau đó, Ramos sẽ xuất hiện trước truyền thông trong một cuộc họp báo. Trung về 35 tuổi sẽ rời sân Bernabeu sau 16 năm gắn bó với 22 danh hiệu lớn nhỏ. Ramos đã tự khẳng định mình là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong suốt thời gian dài ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng giờ là lúc anh cần đưa ra lựa chọn tìm kiếm một thử thách mới. Liệu đâu sẽ là bến đỗ của cầu thủ này? Một man United quỷ đỏ đã có động thái hỏi mua người đồng đội của Ramos tại Real Madrid là Rafael Varane. Nhưng chắc chắn cũng không bỏ qua khả năng ký hợp đồng với Ramos theo dạng chuyển nhượng tự do. Man United đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp với Harry Maguire. Khi Victor Lindelof và Eric Bailly không được coi là đối tác lý tưởng cho tuyển thủ Anh. Việc Chelsea thành công với thương vụ chuyển nhượng lão tướng Thiago Silva vào mùa hè năm ngoái đã chứng minh rằng những nhân vật giàu kinh nghiệm đã qua thời đỉnh cao vẫn có thể có tác động đáng kể đến một đội bóng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang tìm kiếm chiếc cúp đầu tiên của mình tại Man United trên cương vị huấn luyện viên trưởng và chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ tâm lý chiến thắng của Ramos. Điều hiện đang thiếu tại đội bóng. Hai PSG kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 đang diễn ra tương đối suôn sẻ với PSG. Gigi Donnarumma cũng đang trên đường tới sân công viên các hoàng tử cũng theo dạng miễn phí và huấn luyện viên Mauricio Pochettino chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội có sự phục vụ của Ramos. Cựu thủ quân của Real Madrid chắc chắn có thể thích nghi với nhịp độ và chất lượng của Ligue 1 và có thể hình thành mối quan hệ hiệu quả với Marquinhos hoặc presno Kimpembe. Lợi thế dành cho thương vụ này là PSG sẵn sàng chi lương đậm để thuyết phục Ramos sau khi đã không tốn phí chuyển nhượng. Ba Juventus Ramos có thể tiếp bước người đồng đội cũ Cristina Ronaldo khi gia nhập Juventus từ Madrid. Đội bóng Serie A đã tụt xuống vị trí thứ tư vô cùng đáng thất vọng ở mùa giải 2020 trên 21 và sẽ tìm cách trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới. Huấn luyện viên Mark Allegri trở lại dẫn dắt Juventus và sẽ xác định những cầu thủ có khả năng giành lại danh hiệu. Juventus được biết đến với những phẩm chất phòng ngự chắc chắn, nhưng đã để thủng lưới từ 30 bàn trở lên trong hai mùa giải gần đây điều mà trước đây chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2010 trên 11. Bởi thế, Ramos có thể là một thủ lĩnh hoàn hảo để hỗ trợ sự phát triển của de Ligt. Bốn Man City Pep Guardiola đã có nhiều khúc mắc với Ramos trong thời gian ở Barcelona, nhưng có thể sẵn sàng bỏ qua khi cân nhắc chuyển nhượng. Ngày càng có nhiều suy đoán rằng trung vệ Aymeric Laporte có thể rời câu lạc bộ vào mùa hè này, khiến đây là một vị trí có thể cần phải giải quyết của Man City. Giống như PSV, nhà vô địch ngoại hạng Anh có lẽ không gặp quá nhiều khó khăn để đáp ứng yêu cầu về tiền lương và thưởng của Ramos. Vấn đề lúc này chỉ còn là thiện chí của đội chủ sân Etihad. Năm Sevilla trở lại câu lạc bộ thời niên thiếu Sevilla có thể là một đề xuất hấp dẫn cho cầu thủ từng năm lần vô địch La Liga. Ramos trưởng thành tại học viện của câu lạc bộ và rời Sevilla để đến Madrid vào năm 2005. Bây giờ, thời điểm gần kết thúc sự nghiệp thi đấu, Ramos hoàn toàn có thể cân nhắc tới Sevilla và điều này cho phép anh tiếp tục định cử ở quê nhà. Tình yêu mà Ramos dành cho Sevilla từng được anh thổ lộ năm 2015. Tôi là Sevillista và tôi sẽ chết ở đây. Khi tôi chết, sẽ có hai lá cờ trên mộ của tôi, một của Sevilla và một của Maris. Tuy nhiên, theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thì Sergio Ramos sẽ không gia nhập Sevilla. Đó chưa bao giờ là một lựa chọn, họ không quan tâm đến Ramos và sự trở lại thậm chí còn không được cân nhắc. Anh ấy đang đàm phán với một câu lạc bộ khác, không phải CVL